Hóa lỏng hai ký mỡ trả lại vòng eo thon gọn. Tức là bước 1 thì các bác sĩ sẽ dùng sóng siêu âm để mà hóa lỏng cái lượng mỡ ra nha cả nhà. Và sau đó thì sẽ tiểu phẫu đây nè. Đây là cái vết tiểu phẫu thì cái vết này nó chỉ nhỏ bằng cái đầu bi thôi cả nhà, nó khoảng 2 ly để mà đưa cái lượng mỡ ra ngoài. Và cái vết tiểu phẫu này thì cả nhà của mình sức cái thuốc sẹo thì nó sẽ liền qua thời gian nha. Cả nhà thấy nè, cái nền da khi mình thực hiện lipo cho sau á, nó sẽ rất là mịn màng và không có lồi lõm, không có hiện tượng sưng bầm gì nhiều nha cả nhà. Rất là đồ luôn ha. Chị ơi, bữa giờ làm 20 ngày rồi, có ai mà thân thân với chị á mà nhận thấy sự thay đổi về vóc dáng này, người ta thắc mắc, người ta hỏi? Chị không có gặp nhiều người, chị ở nhà. À, chị ở nhà thôi. Nhưng mà chị có gọi FaceTime cho người thân mình không? Có ai thấy có nói chuyện với bạn thì cho coi bắp tay, và bạn nói là bắp tay nhỏ hơn. Em đang muốn là chị review lại để cho cả nhà của mình biết được là mình làm cái này nó có đau nhiều được không á. Nhưng mà trên thực tế là đâu có đau gì đâu, đúng không? Nó hơi rêm thôi. Nó giống như là kiểu mình lâu ngày mình không vận động, xong rồi cái mình đi tập gym lại nó hơi mỏi tí xíu vậy đó ha. Đúng rồi. Chọn lipo ultrasound có eo thon nhẹ nhàng,